Chiều ngày 28 tháng 6, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngoại ngữ. Đây là bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Cảm thấy thoải mái sau khi hoàn thành các bài thi trước, nhiều thí sinh tự tin bước vào buổi thi cuối cùng. Em mong là chiều nay em sẽ được 10 điểm tiếng Anh ạ, bởi vì là đấy là môn sở trường của em. Đây em đã hứa bố mẹ rồi. Em nghĩ là trong đề thi tiếng Anh thì cái phần phân loại học sinh thì có thể là bài hai bài đọc ạ. Bởi vì là thường hai bài nó sẽ có những cái phần cái từ lừa ấy ạ. Thế nên là đấy là em nghĩ là đấy sẽ là cái phần khó nhất trong cái đề thi. Em thấy thoải mái bởi vì mình cũng gần thi xong rồi. Em mong đề vừa sức em một tí. Em mong là bài đọc nó hỏi không khó, nó dễ một tí để em còn làm được. Em thấy nó thoải mái hơn hẳn bởi vì là bây giờ chuyển mỗi môn tiếng Anh là môn lợi thế của em. Nghĩ là nếu mà đây là kỳ thi cuối cùng của em đời trung học phổ thông thì em nghĩ là em cũng sẽ muốn được điểm cao chót vót, tầm 10 điểm cũng được. Làm bài tiếng Anh thì em thường sẽ không gặp nhiều khó khăn, là không có câu khó. Tự tin ít nhất được 96. Năm 2024, thí sinh đang học ngoại ngữ là tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông vẫn có thể đăng ký dự thi xét tốt nghiệp một trong các môn ngoại ngữ: tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Thời gian làm bài môn ngoại ngữ là 60 phút.